Rồi, xin chào toàn thể các bác đang theo dõi clip ngắn của em trong ngày hôm nay nhé. Trong ngày hôm nay thì bên cơ sở nhà em sẽ lên sóng và giới thiệu cho bác về hai cái bộ móng guốc trèo cây hai đinh. Đinh sẽ là đinh dẹt để giúp các bác trèo cây hiệu quả và an toàn, dễ dàng hơn các bác nhé. Để bác nào mà mình đang có nhu cầu tham khảo hay muốn đặt mua cho mình một trong những dòng guốc trèo cây giá rẻ, các bác liên hệ trực tiếp về hai số điện thoại bên shop. Đầu tiên em xin giới thiệu cho bác về bộ guốc trèo cây hai đinh bằng thép chịu lực. Đôi này là mẫu mới của năm nay. Đinh bên em sẽ vuốt cho bác là ba góc nhé, ba cạnh. Đó, đinh sẽ làm bằng đinh dẹt cho bác này, cực kỳ sắc và cực kỳ bén. Thân sẽ làm bằng thân thép chịu lực cho bác, cực kỳ dày, các bác nhìn ạ, cực kỳ dày, các mối hàn thì cực kỳ chắc chắn, an toàn. Đặc biệt thì bên em làm cho bác tuyệt đối an toàn khi bác trèo cây nhé. Trên thì có đệm mút để các bác đeo vào chân không bị đau, và có dây dù để các bác đeo vào từng cỡ chân của các bác nhé. Chân nhỏ, chân to, nó đầy đủ các nấc chân. Đó. Với guốc trèo cây hai đinh bằng thép chịu lực đinh dẹp như này, màu đen sơn tĩnh điện, chống han rỉ cho bác. Đấy, một bộ như này các bác sở hữu về tay cho mình chỉ có 300 ngàn nhé. Đấy, 300 ngàn cho đôi guốc trèo cây hai đinh dẹp bằng thép chịu lực. Tiếp đến là cái dòng guốc trèo cây hai đinh bằng đinh dẹp sẽ bằng Elok 304 nhé. Với Elok thì các bác biết Elok là nó là một cái hợp chất cực kỳ nhẹ, quan trọng là nhẹ, độ bền cao và độ sắc bén cực kỳ cao các bác nhé. Với loại Elok 304 này thì các bác trèo cây đó, các bác đi vài năm tháng, qua vài năm tháng, độ bền rất chìa cao, nó không bị han gì hay là xù xì các bác nhé. Với dòng guốc Elok, các bác trèo càng trèo càng bén càng sắc các bác nhé. Trên có đệm mút và dây dù, dây gai đấy, cực kỳ chắc và dây cực kỳ an toàn các bác nhé. Đấy, và đệm mút cho bác sẽ làm bằng cho bác bằng Elok 304, thân sẽ là Elok đặc các bác nhé. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ, cực kỳ chắc luôn. Đấy, hàng này thì cực kỳ chắc. Đấy, các bác tầm 85 cân đủ lại. Đấy, trèo không bao giờ bị cong đinh, vẻ đinh nhé. Đấy, các bác trèo thoải mái. Với dòng guốc trèo cây hai đinh Elok giá sẽ là 430.000. 430.000 bên em bao ship toàn quốc cho bác. Đó. Ngoài ra thì bên em còn rất nhiều dòng guốc. Và hôm nay em giới thiệu cho bác về cái dây đai an toàn. Dây đai an toàn của hãng Thăng Long. Về bản dây thì em có sẽ như nhau. Đó. Nó sẽ có móc bé và móc trao to để các bác có thể lựa chọn. Đấy, tùy vào địa hình và khu vực mình làm các bác nhé. Với dây đai an toàn móc bé giá sẽ là 150.000 khi bác mua cùng guốc. Còn móc to với chiều dài dây của nó sẽ bản to như nhau, chiều dài dây sẽ cự ly tầm 1m9 đổ lại đấy, các bác đeo vào thắt lưng của các bác nhé. Đấy, trèo vào quy mô hay những cái khung của bác đó, rất chi là dễ dàng và an toàn. Đấy, chịu tải con này sẽ là 1 tấn 1 các bác nhé. Dây đai an toàn Thăng Long giá sẽ là móc to, giá sẽ là 180.000 khi bác mua cùng quốc quá nhé. Đấy, dây đai an toàn Thăng Long đó, đó là hai mẫu guốc trèo cây và những dây đai an toàn em vừa giới thiệu cho bác. Vậy bác nào mà mình đang có nhu cầu đặt mua hay muốn sử dụng những dòng guốc trèo cây leo dừa, leo cây đó, hái hoa lan, lấy mật ong, các bác cứ liên hệ trực tiếp về hai số điện thoại bên shop. Thì một video ngắn em xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo bên sau ạ.